Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì nhiều kênh thông tin truyền thông phát triển, nhưng đài truyền thanh cơ sở vẫn đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn hoạt động của kênh thông tin này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu giờ sáng hàng ngày, sau khi hết thời lượng tiếp âm đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài thành phố, anh Hà Văn Dương, trưởng đài truyền thanh phường Dương Giang, lại bắt đầu các thao tác phát sóng chương trình phát thanh của địa phương. Từ trực tiếp viết, biên tập tin bài đến đảm nhận vai trò phát thanh viên. Những công việc quen thuộc hàng ngày nhưng luôn đem lại niềm vui cho anh bởi được mang những thông tin mới, nóng hổi, kịp thời đến với người dân. Trong thời gian vừa qua thì đài truyền thanh phường thì tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương. Trong đó thì tập trung vào những cái hướng dẫn của ban tuyên giáo Đảng ủy phường và các văn bản chỉ đạo của thành phố và phường Dương Giang. Trên cơ sở đó thì xây dựng các nội dung, các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đặc biệt là trọng tâm xây dựng các nội dung tin bài sát với tình hình thực tế của địa phương phường Dương Giang. Qua đó thì nội dung câu từ trong các bài tuyên truyền thì gần gũi, sâu sát với người dân và đặc biệt là các nội dung tuyên truyền thì đài truyền thanh phường ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường qua hệ thống truyền thanh các tổ dân phố thì cũng đã tuyên truyền gửi các tin bài file âm thanh trên hệ thống Zalo của tổ dân và cộng đồng để cho các tổ dân phố gửi đến từng người dân. Xác định công tác tuyên truyền là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Những năm qua, đài truyền thanh xã Tân Tiến đã từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Hiện phòng đài được bố trí khoa học, thuận tiện, cơ sở vật chất đồng bộ, hệ thống loa phủ đều ở các thôn. Hàng năm, đài sản xuất 144 chương trình truyền thanh với hàng trăm tin bài và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Trong thời gian vừa qua, thì đài truyền thanh xã luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã để có hướng cái tuyên truyền trong cái thời gian tới. Thứ hai nữa là phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng với các ngành đoàn thể của địa phương bám sát những cái kế hoạch nổi trội theo tháng, theo quý, theo năm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng bám sát vào kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban xã trong thời gian vừa qua như là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, ngày vệ sinh môi trường, ngày chủ nhật xanh và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bản thân chúng tôi sinh sống ở tại địa phương thì cũng thấy cái công tác truyền thanh của Ủy ban nhân dân xã cũng đã truyền tải thiết thực đến bà con và rất là có hiệu quả. Một có thể là tuyên truyền vận động bà con nắm được các cái thông tin về kinh tế xã hội của đất nước cũng như là của tỉnh cũng như là của thành phố. Hai nữa là tuyên truyền vận động các cái chế độ chính sách và pháp luật của nhà nước. Hiện nay 16 phường xã trên địa bàn thành phố đều có đài truyền thanh. 100% đài hoạt động thường xuyên. Ngoài việc tiếp âm đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài thành phố, nhiều đài phường xã đã tăng cường thời lượng, sáng tạo và linh hoạt trong việc tuyên truyền nâng cao hiệu quả, được người dân đánh giá cao. Tôi thấy đài truyền thanh thành phố cũng như đài truyền thanh của phường tuyên truyền rất hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và đưa các chương trình thời sự nóng hổi nhất của thành phố cũng như của tỉnh Bắc Giang và của Trung ương lên để mọi người dân đều có thể nắm được. Chương trình phát từ 5:30 sáng hàng ngày và chiều từ 5:00 hàng ngày là chúng tôi thường xuyên theo dõi. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật với nhiều kênh cung cấp thông tin đa dạng, song hệ thống đài truyền thanh cơ sở vẫn đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền. Trải qua những thăng trầm, cùng với chiều dài lịch sử 98 năm xây dựng và trưởng thành, phát triển của báo chí Việt Nam, tiếng loa truyền thanh đã, đang và sẽ luôn là người bạn không thể thay thế, đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân.